Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của SNews. Và trước khi vào tin của buổi sáng ngày 18 tháng 3 hôm nay, mọi người cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn có thể cập nhật những thông tin mới có trong ngày nhé. Sự việc về chuyến bay từ Công Đảo về Hồ Chí Minh đã bị delay sang đến ngày hôm sau đã khiến cho nhiều người phẫn nộ. Tuy nhiên, điều gây bức xúc ở đây chính là không rõ ràng về lịch trình của hãng hàng không này, cũng như là thái độ của một người đàn ông khi hành khách kiên quyết không chịu xuống máy bay. Và không còn xa lạ với những tai tiếng này thì đây chính là hãng hàng không Bamboo Airways. Chiều tối ngày 17 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện dòng chia sẻ phản ánh việc chuyến bay từ Công Đảo về Hồ Chí Minh của hãng hàng không Bamboo Airways bị delay, đề nghị khách xuống máy bay và ở lại qua đêm với lý do là sân bay đã đóng cửa không thể cất cánh. Theo dõi đoạn clip của một hành khách trên chuyến bay đăng tải cho thấy, sau hơn một tiếng đồng hồ cơ trưởng điều khiển máy bay đi dọc đường băng thì sau đó đã quay về điểm xuất phát và đề nghị hành khách ở lại Công Đảo thêm một đêm, khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Đáng nói, trong quá trình hành khách bức xúc không đồng ý xuống máy bay thì hãng đã tắt điều hòa khiến một số người cảm thấy bị khó thở và tiền đình. Khi một số người liên tục phản ánh với nhân viên của hãng thì một người đàn ông xuất hiện với giọng hăm dọa như sau: "Không ai chịu xuống thì tắt điện đóng cửa nhé cho chết ngạt." Lúc này thì một nhân viên hàng không đã lên tiếng xin lỗi hành khách và khẳng định người phát ngôn đó không phải là nhân viên của Bamboo Airways, đồng thời thì mời mọi người xuống ga để giải quyết vụ việc. Theo một hành khách thì sau một tiếng đồng hồ tranh cãi thì hãng Bamboo Airways đã làm bản cam kết là không đổi, hủy, delay thêm chuyến bay nào nữa, bố trí nơi ăn nghỉ và hoàn trả 400.000 đồng cho một hành khách. Theo đó thì Bamboo Airways cũng cho biết chuyến bay QH1048 thực hiện hành trình Công Đảo Hồ Chí Minh hôm nay 17 tháng 3 đã không may mắn nên không thể cất cánh khi hết giờ khai thác của sân bay. Khi những điều không mong muốn xảy ra, hành khách phải chịu thiệt thòi và hãng bay cũng phải chịu thiệt hại lớn. Dẫu biết có đưa ra phương án tối ưu nhất là về khách sạn, xe đưa đón và ăn uống để phục vụ khách chờ cất cánh lại hành trình vào sáng ngày hôm sau, thì cảm xúc của khách hàng vẫn không thể trọn vẹn. An toàn là tối thượng để mỗi hành khách được an lành bên gia đình và tiếp tục những hành trình trải nghiệm hạnh phúc cùng với Bamboo Airways. Và còn các bạn đã có những trải nghiệm nào với Bamboo Airways này hay chưa thì hãy cho SNews chúng mình biết nha. Và chúng mình là SNews, mọi người đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.